ca đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức ngày là giờ nên nghe pháp bảo. Sawato arahato sambuddha sanamo tassavagavato arosa sambuddha sanamo tassavagavato arahato samma sambuddha sa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Giáo Hoa đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng A chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Giáo Hoa đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng A chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Giáo Hoa đó. Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Itiviso Phagawa Arahang, Đức Thế Tôn hiệu Arahang, bởi Ngài đã xa lìa các tội lỗi, nên tiền khiên tật thân và khẩu của Ngài đều được trọn lành. Samma Sambuddho, Đức Thế Tôn hiệu Samma Sambuddho, bởi Ngài đã thành bậc chánh đẳng, chánh giác, tự Ngài ngộ lấy không thầy chỉ dạy. Vicca Charana Sambanno, Đức Thế Tôn hiệu Vicca Charana Sambanno, bởi Ngài toàn đặt 3 cái giác, 8 cái giác và 15 cái hành. Sugato, Đức Thế Tôn hiệu Sugato, bởi Ngài đang ngự đến nơi an lạc. Bậc sanh, bậc diệt, đại niết bàn, Lô Ca Quý Đu, Đức Thế Tôn hiệu Lô Ca Quý Đu, bởi Ngài đã thông suốt tam giới. Anuttaro, Đức Thế Tôn hiệu Anuttaro, bởi Ngài có đức hạnh không ai bị. Bodhisattva-ma-sa-ra-thi, Đức Thế Tôn hiệu Bodhisattva-ma-sa-ra-thi, bởi Ngài là đấng tế độ những người hữu duyên nên tế độ. Sa-tha-đê-va-ma-nu-sa-năng, Đức Thế Tôn hiệu Sa-tha-đê-va-ma-nu-sa-năng, bởi Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Bụt thô, Đức Thế Tôn hiệu Bụt thô, bởi Ngài giác ngộ lý tứ diệu đế và đem ra giao hóa chúng sanh cùng biết với Phagavati. Đức Thế Tôn hiệu Phagava, bởi Ngài đã siêu xuất tam giới là Ngài không còn luân hồi lại nữa. Nạc thi sa ra năng nhân buộc thù mê sa ra năng quá răng hề tề nà sát chà quách chê nà hô tú mê. Chà dà mặn gá lăng chẳng có chi đáng cho con phải nương theo. Chỉ có Đức Phật là quý báu nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo. Đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Sa khá tô phá gá quá ta thầm mô. Nghe tam tạng pháp bảo của Đức Thế Tôn đã khẩu truyền y theo chánh pháp. Môn là pháp thanh có chính hạng, bốn đạo, bốn quả và một niết bàn. Sanh đi thi cô là pháp mà chư thánh đã thấy chắc, biết chắc bởi nhờ kiến tánh, chẳng phải vì nghe, vì tin nghe nào khác, nghĩa là tự mình thấy rõ chân lý. Ca lý cô là pháp độ cho đắc quả không chờ ngày giờ, là khi nào đắc đạo thì đắc quả không chậm trễ. Ê hi ba si cô là pháp của chư thành đã đắc quả rồi, có thành
đại ứng cho kẻ khác được. Ô Bana Di Cô, là pháp của chư thành đã có trong mình do nhờ phép thiền định. Ba cha tăng quê đi tập bộ huynh như hi đi, là pháp mà các bậc thượng tri được biết, được thấy tự nơi tâm. Na thì mê sa ra năng anh nhân thầm mê sa ra năng răng hệ tề nà sa cha quát chê nà hơ cứu mê cha già mặn ga lăng. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có pháp bảo là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Suppatibhanno Bhagavato Sāvakasangho, tăng là các bậc thịnh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chinh chắn y theo chánh pháp. Uccupatibhanno Bhagavato Sāvakasangho, tăng là các bậc thịnh văn đệ Phật, các ngài tu hành chinh chắn y theo thánh pháp. Nhà Yabatibhanno Bhagavato Sāvakasangho, tăng là các bậc thịnh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành để giác ngộ niết bàn, là nơi an lạc dứt khỏi các sự thống khổ. Samyipatibhanno Bhagavato Sāvakasangho, tăng là các bậc thịnh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu theo phép giới định tuệ. Và đi đăng chặt ta đi bu đi xa yu ga ni, tăng ni điểm đôi thì có bốn bậc. Tăng đã đặt đạo cùng quả tu đà hờn, tăng đã đặt đạo cùng quả tư đà hàm, tăng đã đặt đạo cùng quả a na hàm, tăng đã đặt đạo cùng quả a la hán. Atha bu đi xa gà la, tăng nếu đếm triệt thì có tám bậc. Tăng đã đạt đạo tu đà hoàn, tăng đã đạt quả tu đà hoàn, tăng đã đạt đạo tư đà hàm, tăng đã đạt quả tư đà hàm, tăng đã đạt đạo a na hàm, tăng đã đạt quả a na hàm, tăng đã đạt đạo a la hán, tăng đã đạt quả a la. Ê sa pha ga wa tơ sa wa ta sang khô, chữ tăng ấy là các bậc thịnh văn đệ tử Phật. A hu nay vô, các ngài đang thọ lãnh bốn món vật dụng của tinh thế ở phương xa đem đến dân cũng cho những người có giới hạnh. A hồi nay vô, các ngài đang thọ lãnh bốn. Ba hồi nay vô, các ngài đang thọ lãnh của tinh thế mà họ dành để cho thân quyến cùng bầu bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đến dân cũng cho các ngài. Đăng khi nay vô, các ngài đang thọ lãnh anh cha li ca ra ni vô, các ngài đang cho chúng sanh lễ bái anuttarang buốt nha khét tăng lô ca sa ti, các ngài là phước điện của chúng không đâu bị kịp. Nạc thì mê sa ra năng anh nhân sẵn khổ mê sa ra năng và răng hề tề nà sáp cha quát chê nà hô tứ mê cha già mặn gá lăng. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có đức tăng là quý báu, nên phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này.
Quạnh đa ni chê tí văn sầm bằng sắp ba tha mê sư ba tinh thi thăng xa ri ri ca tha tu ma ha bộ thiên buộc tha rũ băng sa ca lăng xa ra. Con xin kinh đảnh lễ tất cả bảo tháp ngọc xá lợi đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Nam mô Bích Thai giá. Dạ con kính bạch ngài Chí Đức. À, xin ngài đóng sum để con mở. Dạ à, chị Bách Ta lại không vào được đạo tràng được ra bạch ngài. Dạ trước khi con xin giới con cung thỉnh ngài đóng sum ạ. Nam mô Bích Thai giá. Dạ.